Theo quảng cáo, với bình xịt thơm và làm phẳng quần áo này, người dùng có thể sử dụng trong những chuyến du lịch. Chỉ cần xịt dung dịch này lên bề mặt vải trước khi dùng tay vuốt hoặc kéo căng lớp vải là áo quần sẽ trở nên phẳng hơn một cách rõ rệt. Ngoài ra, sản phẩm còn được quảng cáo là có tác dụng ngăn vi khuẩn và tạo mùi thơm lâu. Có thể là những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, họ sẽ cho những cái hóa chất như là formaldehyde hoặc là ethanol hoặc là cái limoni. Biểu hiện của dị ứng là nhẹ là mày đay, phù môi, phù mắt và ngứa. Nặng thì có thể dẫn tới sốc như là bệnh nhân bị tức ngực, khó thở, bị đau ngực, choáng, nôn ói, có thể là huyết áp tăng hoặc giảm, nhịp tim nhanh. Tuy nhiên, dưới phần bình luận của những sản phẩm này, nhiều người mua đã bày tỏ cảm xúc khá thất vọng về chất lượng của sản phẩm. Đáng nói hơn, một số phụ huynh cũng đã sử dụng sản phẩm này để làm phẳng quần áo của trẻ em. Điều này đang tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ, bởi làn da của trẻ nhỏ khá nhạy cảm. Bệnh nhân có những cái bệnh lý nền như là bị hen suyễn, hay là những cái bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc những bệnh lý về da như là bệnh viêm da cơ địa hoặc là vẩy nến, thì bệnh nhân không nên sử dụng những sản phẩm này. Khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm đó mà có biểu hiện cái triệu chứng đó thì chúng ta nên ngừng sản phẩm đó ngay lập tức. Có thể thấy, bình xịt thơm và làm phẳng quần áo là một trong những sản phẩm khá tiện lợi với người có cuộc sống bận rộn hoặc là phù hợp với nhiều chuyến du lịch. Tuy nhiên, quý vị khán giả cần phải cân nhắc chỉ sử dụng sản phẩm chất lượng và tránh lạm dụng. Bên cạnh đó, đối với trẻ em và người mắc bệnh lý, cần phải có sự tư vấn của các chuyên gia khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm.